Cuộc đời đa đoan sinh ba đứa con với ba người đàn ông của diễn viên Kiều Trinh. Người ta gọi Kiều Trinh là nữ hoàn cảnh nóng của màn ảnh Việt mà ít ai biết được cuộc đời cô còn nóng hơn cả trên phim. Nữ diễn viên của mùa len trâu, rừng đen, bi ơi đừng sợ, vừa sinh đứa con thứ ba ở tuổi 40. Làm mẹ ở cái tuổi không còn trẻ và lại tiếp tục đơn thân, nhưng dường như Kiều Trinh không xem đó là điều gì đau buồn hay bi kịch. Gần một năm qua, vất vả với việc chăm con mọn, song Kiều Trinh lại tươi trẻ hơn nhiều, quãng thời gian trước đây nữ diễn viên chia sẻ chưa bao giờ cô cảm thấy bình an và nhẹ nhõm như lúc này. Đó là sự bình an của một người phụ nữ đa đoan đã đi qua tận cùng khổ đau của sông bão cuộc đời. Nữ diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976, nhưng nếu so với các người đẹp của màn ảnh Việt như Trương Ngọc Ánh, Hà Kiều Anh, Ngọc Trinh, trông cô già dặn hơn rất nhiều. Cũng phải thôi, Kiều Trinh chưa bao giờ là một ngôi sao xô theo các kiểu hàng ngày trưng diện lên xe xuống ngựa, súng xính váy áo đi sự kiện nọ tới thẳm đỏ kia kể từ khi khán giả biết cô qua vai Bân Trong, Mùa Len Trâu và gặp cô qua hàng chục vai diễn lớn nhỏ khác nhau trong suốt 15 năm qua, Kiều Trinh vẫn cứ là một người phụ nữ lam lũ đa đoan trên cả màn ảnh lẫn cuộc đời. Sức thân trong một gia đình nghèo ở Bình Phước, 15 tuổi Kiều Trinh đã một mình lên Sài Gòn, làm công nhân kiếm sống, chăm chỉ lại khéo tay, kiều trinh học nghề mai rồi gây dựng gia đình. Với một người đàn ông cũng nghèo khó như mình ở tuổi 18, cuộc hôn nhân ở tuổi đời quá trẻ nhanh chóng tan vỡ. Một mình cô xoay sở nuôi cô gái nhỏ, nghề thợ mai bắp bên qua ngày, cô buộc phải làm thêm đủ nghề. Cuối cùng, chọn công việc có thu nhập khá ổn định trong một quán bar. Có tiền nuôi con nhưng bù lại kiều Trinh bị người đời dèm pha. Họ gọi cô là gái quán ba, mặc dù quán ba nơi cô làm rất văn minh, sự mạnh mẽ kiên cường bất chấp miệng lưỡi người đời, miễn là mình thật sự ngay thẳng, trong sạch đã được nữ diễn viên rèn luyện trong những ngày tháng cay đắng ấy từ một mối duyên lạ lùng cô gái quán bar kiều trinh đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn việt kiều nổi tiếng nguyễn võ nghiêm minh một cô gái có ngoại hình chân chất đôi mắt ướt khuôn miệng rộng và ánh nhìn khó quên chưa từng qua một trường lớp đào tạo nghệ thuật nào đã bất ngờ vượt qua hàng chục diễn viên chuyên nghiệp tài sắc để giành vai nữ chính trong mùa Len châu từ đây cuộc đời cô thợ mai hay cô gái quán bar kiều trinh đã rẽ sang hướng khác ngay sau bộ phim mùa lan châu kiều trinh trở thành một cái tên nổi bật mà được các đạo diễn thi nhau săn đón tại thị trường điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cô tham gia vào làng lọt phim truyền hình đình đám. Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng cuộc sống của Kiều Trinh đã sung túc như ai, nhưng sự thật thì các xe đóng phim dành cho một diễn viên sức thân nghiệp dư mà không biết đòi hỏi như Kiều Trinh, chỉ đủ cho hai mẹ con cô thuê nhà trọ tại Sài Gòn và sống tằn tiện qua ngày. Kiều Trinh vẫn đạp xe đạp đi đóng phim, những lúc rảnh rỗi cô vẫn may quần áo để kiếm thêm thu nhập kể cả khi cái tên Kiều Trinh liên tục thăng hạng với rừng đen, bi ơi đừng sợ. thì thù lao đóng phim sau khi trừ đi phấn son, váy áo phục vụ công việc cũng chưa bao giờ đủ để cô mua một bộ trang điểm xịn hay đầu tư một món đồ hàng hiệu lấy le đi dự event. Cho đến bây giờ, 15 năm đặt chân vào nghệ thuật, Kiều Trinh vẫn thừa nhận mình nghèo, nhưng cái nghèo chưa bao giờ là nỗi khổ của cô. Nó chỉ khiến cô lam lũ nhưng không làm cô tổn thương. Sự tổn thương lại đến từ người đàn ông mà cô từng yêu và tin sẽ gây dựng được một tương lai hạnh phúc. Bén duyên với một người đàn ông thứ hai, khi đã nổi tiếng, Kiều Trinh từng không ít lần ấp mở với báo chí vì đã tìm được một nửa của mình. Sau 8 năm một mình bươn trải nuôi con, Kiều Trinh tưng rằng cô đã có một bờ vai vững chắc để dựa vào cho đến hết cuộc đời. Với tính cách hồn nhiên ít tính toán, cô tự nguyện chung sống với người đó như vợ chồng mà không cần đến tờ giấy hôn thú, rồi cô mang thai, sinh cho người ấy một đứa con trai, nhưng hạnh phúc của việc được làm mẹ đã phải đánh đổi bằng không ít bẻ bàng đau đớn và sau đó là chuỗi những ngày tháng bị bạo hành, cả thể xác lẫn tinh thần với tận cùng khốn khổ. Người đàn ông thứ hai say mê bạn bè và những cuộc vui hơn gia đình. Người phụ nữ đã qua một lần đò lại xem đó là một điều bình thường và cố gắng nhín nhịn để chồng vui lòng mỗi khi trở về nhà mà xem nhận ra đâu mới là tổ ấm thật sự. Song cô càng nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu, người đàn ông kia càng gia trưởng và vô cảm bấy nhiêu mang thai đã thiếu vắng sự quan tâm từ người tình. Đến lúc đi sinh con, Kiều Trinh cũng đi sinh một mình. Cô đi sinh với vỏn vẹn 2 triệu đồng trong túi, toàn bộ số tiền tích góp được. Trước đó đã bị lừa sạch chỉ vì cô tin tưởng hùng vốn với người ta mua nhà trả góp với mong muốn ba mẹ con sẽ thoát khỏi cảnh trọ thuê nơi phố thị. Sinh con xong thanh toán mọi chi phí, thì trong người cô chỉ còn lại 50.000 đồng rồi thầy ương cứ nói tiếp thầy ương sinh con tròn 24 tiếng đồng hồ thì Kiều Trinh nhận tin dữ mẹ cô qua đời vì bệnh ung thư cô ôm đứa con đỏ hỏn chưa rụng rốn về quê chịu tan mẹ rồi nỗi đau chồng chất nỗi đau ôm con lên Sài Gòn thì cô lại phải chịu đựng sự sự ghé lạnh của người đàn ông đầu gối tay kề trong suốt 3 bốn năm trời Kiều Trinh phải chịu không biết bao nhiêu trận đòn khốc liệt của người tình nữ diễn viên nhiều lần đến trường quay với gương mặt thâm tím mà không dám chia sẻ với ai, chỉ nói dối là bị tén Ngã cho qua chuyện. Cho đến đỉnh điểm là một ngày cô bị hắn ta tra tấn tới mức rạn hợp sọ, phải khâu hơn chục mũi cô mới tỉnh ngộ mà tìm cách ôm con thoát thân. Nhưng thoát khỏi người đàn ông bạc ác chẳng dễ dàng như cô nghĩ. Suốt thời gian dài sau đó, hắn vẫn tìm cách để quấy nhiễu cuộc sống của ba mẹ con cô, khiến cô rơi vào trầm cảm có những lúc như điên như dại nhớ nhớ quên quên cứ tự hình hạ mình bằng cách đập đầu vào tường nhẹ thì đập vỡ đồ đạc xé quần xé áo thậm chí đánh các con đã qua đi những chấn thương thể xác vẫn để lại những di chứng tâm lý ở cô cô mắc bệnh mất trí nhớ ngắt quãng có những người từng gặp gỡ mà cô không thể nào nhớ ra họ là ai có những câu chuyện sâu đậm trong quá khứ mà cô mất ký ức hoàn toàn may mắn duy nhất là cô không quên các con và không quên kịch bản có lẽ tình yêu với con và với nghệ thuật là thứ đã níu kiều trinh đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã ở tuổi 40 Kiều Trinh lại một lần nữa vướng vào sợi dây tình ái. Người đàn ông thứ ba cô giấu kỹ danh tính vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của họ. Giữa cô và gia đình người ấy lại từng có ân tình, cả hai từng có tình cảm với nhau rồi từng vì những nhỏ nhặt của cuộc sống mà rời xa nhau. Thế nên khi gặp lại, dù không có ý định tiến xa nhưng Kiều Trinh đã mang thai, cô đón nhận tin làm mẹ lần ba. Ở tuổi 40 khá bình thản, ngay cả khi bạn trai cô không mong muốn sự xuất hiện của đứa trẻ. Cô không hận anh, cũng không hoảng hốt hay rối. Cô không hận anh, cũng không hoảng hốt khi bối rối, đặc biệt là khi thanh tú. Cô con gái có duyên nợ từ kiếp trước của cô bày tỏ niềm vui khi có thêm em. Kiều Trinh đã bình tĩnh và hạnh phúc nhận lấy món quà trời cho. Bố mẹ con Kiều Trinh tiếp tục đùm bọc nhau để sống. Có lời mời nào phù hợp với Kiều Trinh sẵn sàng tham gia. Đóng phim gần thì gửi con cho người giữ trẻ. Đóng phim xa thì thà lôi cả hai con lên đường cảnh kiều trinh cứ mỗi giờ giải lao lại ôm con cho bú chẳng còn xa lạ với các đoàn phim dĩ nhiên có không ít lời gièm pha dị nghị một người phụ nữ đổ vỡ một lần thì còn đổ cho duyên số nhưng đổ vỡ đến hai ba lần và lại đèo bồng ba đứa con của ba người đàn ông khác nhau thì khó có thể đổ tại ai Kiều Trinh cũng không trốn tránh, cô thừa nhận mình sống khá đơn giản, không nghĩ nhiều đến tương lai, cho đi quá dễ dàng mà chẳng mấy khi mong cầu nhận lại. Sau những phong ba bão táp của cuộc đời, cô bảo mẹ con cô đang có những ngày bình yên, cô không còn hận thù người đàn ông cũ, cũng chẳng trách người đàn ông mới. Cô càng không có ý định lấy đứa con để ràng buộc người đàn ông hiện tại, không lấy một danh phận. Bởi chính cô đã quá sợ hôn nhân sau những thất bại liên tiếp của cuộc đời, giờ đây Kiều Trinh chỉ mong công việc ổn định để nuôi các con không đến trưởng thành. Tôi được giáp ngộ theo con đường Phật pháp. Tôi thấy mình tỉnh ra và ngày càng biết buông bỏ nỗi hận thù đối với những người đã từng gây ra điều tệ hại cho mình, bản thân tôi cũng dạy Tú điều đó. Giờ bé Tú cũng giống tôi, biết buông bỏ hết mọi thứ và nghĩ đó là cái nghiệp của mình hay cái nghiệp người khác gây ra cho mình nên chấp nhận, từ từ mẹ con tôi dứt được và cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Tôi dặn bé Tú, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách nhiều. Giờ mẹ con mình nghèo, nhưng nhìn xuống còn có những người không có việc, rồi bị bệnh tật nên vẫn hạnh phúc. Tôi thấy xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người tốt và thương mẹ con tôi. Và thôi thấy nhẹ nhõm với suy nghĩ đó, Kiều Trinh chia sẻ, nữ diễn viên cũng thổ lộ để vượt qua những năm tháng tâm tối ấy, không chỉ là sức mạnh, nội tại của bản thân. Có một người mà cô mang ơn và trả nợ, đó chính là cô con gái 19 tuổi của mình, nữ diễn viên trẻ Thanh Tú. Kiều Trinh kể cô phải trải qua bao nhiêu bất hạnh thì Thanh Tú cũng phải gánh chịu chừng ấy. Cô bé gắn với mẹ như hình với bóng, việc mẹ bị bạo hành tàn tệ cô bé cũng phải chứng kiến. Nhưng điều mà Kiều Trinh hâm phục nhất ở con là thay vì sợ hãi khép mình thì Thanh Tú lại vượt qua nỗi đau để trở thành người bao bọc và bảo vệ mẹ. Quãng thời gian Kiều Trinh bị trầm cảm, Thanh Tú lúc nào cũng ở bên cô canh chừng. Mỗi khi mẹ bị mất kiểm soát, cô bé lại ôm mẹ cầu sinh. Mẹ ơi, mẹ đừng đập đồ, đừng xé đồ nữa, mẹ đánh con cho mẹ bình tĩnh lại. Chính câu nói của cô con gái khi đó mới 14 tuổi đã giúp Kiều Trinh tỉnh ngộ mà quyết tâm làm lại cuộc đời những ngày kiều trinh chuẩn bị cho việc làm mẹ đơn thân lần ba thanh tú chẳng những không chút xấu hổ tự ti với bạn bè mà còn hào hứng với việc có thêm em khi kiều trinh vào viện sinh con thanh tú chính là người ở bên động viên mẹ qua cơn vượt cạn người đã khóc khi đứa trẻ chào đời chính là cô chị gái nhỏ nhắn nhưng có nghị lực phi thường đó cũng chính thanh tú là người chăm sóc mẹ trong suốt thẳng thời gian ở cử vừa đi học vừa đóng phim có bao nhiêu cá xe thanh tú đều đưa cho mẹ để giữ để nuôi các em. Kiều Trinh bảo mình không còn mong gì hơn ở tuổi 40 này. Các con khỏe mạnh yêu thương nhau, con gái trưởng thành, cảm thông và thương mẹ. Nữ diễn viên tin rằng, dù cho cô có phải tiếp tục vất vả làm đủ với cuộc sống hay không, thì những đau buồn cũng sẽ vĩnh viễn khép lại từ đây.